Trời ơi, sao cái iPhone mới mua về mà không có cổng 3.5 vậy nè? Bạn phải đi mua cái tai nghe mới rồi. Thế nè, sau một hồi đi tới đi lui thì tôi đã có mặt tại cửa hàng Happy Store nằm tại 111 Trần Quang Khải, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cửa hàng chuyên cung cấp phụ kiện chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng như Sony, Sennheiser, Yamaha, Ilecom, Zender và rất nhiều những thương hiệu siêu chất lượng đến từ Nhật, Mỹ và Đức nha. Hiện thì ngoài việc mua trực tiếp tại cửa hàng, website thì các bạn còn có thể tìm mua phụ kiện chính hãng từ Happy Store trên tất cả các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki. Như hôm nay 15 tháng 7 đang có ưu đãi quá trời luôn nè, giảm giá sâu ơi là sâu luôn. Mà tôi thấy là cái cửa hàng này luôn cập nhật các mẫu phụ kiện cực kỳ là mới luôn nha, giá lại quá trời hời luôn. Như tôi ưng con tai nghe Sony mới ra cách đây 3 ngày mà hôm nay đã có hàng rồi. Wow, quá trời tai nghe Sony luôn nè. Có cả loa xịn xò nữa, đi party chill chill, cầm theo nhảy là hết sảy con bà bảy luôn nha. À mà thôi, tôi mua tai nghe mà, để đời khác nha. Có cả các model cao cấp của Sony luôn, nghe cực kỳ là hay luôn. Đây rồi, tai nghe mà tôi muốn tìm đây. Tai nghe không dây xịn xò nha, mà giá quá là hạt rẻ, có 650k thôi. Phù hợp cho túi tiền eo hẹp gần cuối tháng của tôi. Nghe đồn đây là tai nghe không dây rẻ nhất của Sony hiện tại mà vẫn có đầy đủ các tính năng, hay không thua gì các dòng cao cấp nha. Con tai nghe này có khá là nhiều tính năng hay ho. Có thời lượng pin lên đến 20 giờ phát nhạc, hỗ trợ sạc nhanh 10 phút, bạn có thêm được 60 phút sử dụng. Công nghệ GSEE giúp tái tạo âm thanh với chất lượng cao nhất. Hiệu chỉnh âm thanh bằng app Sony Headphone Connect. Các nút bấm vật lý trên tai nghe thuận tiện. Khả năng kháng bụi, chống nước, Bluetooth 5.0. Thôi thôi lấy luôn cho chị đi em ơi, nghe mà khoái quá luôn. Nhờ chị nhân viên mà tôi mới biết trong tháng 7 này tôi là một trong 30 khách hàng đầu tiên mua tai nghe WEC100 được tặng được Y8UB xịn xò từ thương hiệu Nhật Bản Ilecom trị giá 199k nha. Chương trình sẽ còn áp dụng trên website happystore.vn. Hàng tuần sẽ có những chương trình flash sale giảm giá cực kỳ hấp dẫn nữa đó. Wow, quá đã luôn. Các bạn ơi, hãy mau mau nhanh chân đến ngay cửa hàng Happy Store để trải nghiệm sản phẩm và sở hữu ngay cho mình chiếc tai nghe WEC100 và nhận quà cực kỳ hấp dẫn như thi nhé.